Mọi người ơi, để mình chỉ cho các bạn nghe một cái cách mà mình rất thích, mình đã dùng để manifest thứ mình muốn nhé. Ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng, ảo tưởng. Ảo tưởng lên rồi điều bạn muốn sẽ thành sự thật đấy. Ok, tại sao này mình lại muốn làm cái video này? Bởi vì video này của mình được truyền cảm hứng bởi cái video này. Mình sẽ để cái video đấy ở đây cho các bạn xem nhé, cho các bạn xem nha. Video này là của chị, cái ca sĩ sáng tác ra cái bài What You Need. Ok, đấy mọi người thấy không? Bài đã manifest được bằng cách ảo tưởng. Ngay tại thời điểm bài chưa hề có được cái thứ bài muốn. Ok, hoàn cảnh không quan trọng. Mình không quan tâm là bây giờ cái 3D của bạn hiện tại như nào. Thay vì các bạn tập trung vào cái 3D chưa như ý muốn đấy, hãy tập trung vào cái 5D như ý các bạn muốn đi. Nếu bây giờ các bạn muốn một cái lời cầu hôn của SP, tại sao không ngay bây giờ các bạn hình dung trong đầu cảnh SP cầu hôn các bạn. Hoặc không là nhá, này, nhìn vào bàn tay đi. Trời đất ơi, đây là nhẫn cầu hôn của SP kìa. Trời đất ơi, mình đang đeo nhẫn cầu hôn của SP kìa. Đấy, như vậy đấy. Chào bạn, các bạn hiểu ý mình nói đúng không? Cái video này không không mang tính chất hướng dẫn lắm đâu, mà chỉ mang tính chất chia sẻ thôi, chia sẻ cách ảo tưởng thôi. Thứ nhất là cái việc ảo tưởng á, đem lại cho các bạn cảm giác rất là tốt, rất là tuyệt vời, rất là đỉnh chót. Và cái thứ hai là nó giúp các bạn manifest, tạo hiện điều các bạn muốn. Tại sao không chứ? Thử đi. Nếu bây giờ mà các bạn đang muốn manifest học bổng nhá, học bổng chẳng hạn, hay là tiền đi, thôi mình ví dụ tiền đi. Đấy, trời ơi, giả vờ nhá, nhìn này, cầm điện thoại lên, như kiểu nhìn số dư tài khoản. Ôi trời ơi, mình có ngần này tiền trong tài khoản. Trời ơi, nhiều tiền quá, sao mình giàu thế nhỉ? Trời ơi, mình giàu quá, mình giàu quá. Thôi trời ơi, mình giàu quá, tỷ phú, tỷ phú, tỷ phú luôn, tỷ phú luôn. Ok, hay là đang muốn manifest tin nhắn SP đúng không? Đang muốn là SP nhắn tin cho mình đúng không? Đấy, thế là cứ kiểu check điện thoại đúng không? Check điện thoại nhá. Mình không cần biết là lúc đấy có thấy tin nhắn là SP hay không. Check điện thoại phát tự mình thông báo. Trời ơi, SP nhắn tin cho mình. Trời ơi, cái thằng này nó khùng hay sao ấy. Nó khùng hay sao mà nó nhắn cho mình một đống tin nhắn, nó spam tin nhắn của mình. Nó spam tin nhắn của mình. Nó spam tin nhắn của mình, trời đất ơi. Nó spam tin nhắn của mình. Em ơi, sao nhắn nhiều tin thế, một đống cuộc gọi nhỡ thế này. Em ơi, nhắn nhiều thế, gọi một đống thế, gọi như thế này sao người ta chịu được. Trời đất ơi. Ok, hoặc là bây giờ manifest học bổng đi. Học bổng nhá, học bổng nhá. Thì có phải là đừng có quan tâm là hiện tại là, ôi có rất là nhiều kiểu ứng viên, gọi là ứng cử viên sáng giá, họ đỉnh hơn mình, họ hồ sơ họ đẹp hơn mình, xong rồi họ thành tích họ xuất sắc hơn mình ấy. Làm sao mà đến lượt mình được nhỉ? Được, 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 được. Kiểu trên điện thoại như kiểu thấy email thông báo là bạn giành được học bổng rồi. Ôi mình có email xác nhận mình được học bổng rồi. Không biết là mọi người có hiểu cái trò mình đang làm không nữa, nhưng mà mình mong là mọi người sẽ hiểu, là chắc chắn mọi người sẽ hiểu nhá. Mọi người có thể thử cái trò này. Nó đã từng là một cái trend của cộng đồng manifest ở trên TikTok ấy, của bên bên bể đấy, mọi người thử xem trend kiểu ảo tưởng lên. Vì video này hơi vô tri nhưng mà rất là mong, rất là cảm ơn mọi người đã xem.